cô chào các con hôm nay chúng ta lại ôm bài ở nhà bài 48 của môn học vần bài 48 của các con học có hai vần là vần in và vần un vần in của các con có hai âm âm i đứng trước âm n đứng sau đánh vần là i n in các con đánh vần cho cô i n in i n in đọc trơn là in in ghép với âm pờ ta được tiếng pin pờ in pin pờ in pin tiếng pin à, đọc trơn là pin tiếng pin có trong từ đèn pin các con đọc lại đèn pin đèn pin In in bờ in pin đèn pin in in bờ in pin đèn pin các con quan sát tranh tranh vẽ gì đây là vẽ một chiếc đèn pin đèn pin hiện nay người ta làm rất là nhiều loại bên trong ống này bỏ pin và ở trước này có một cái đèn và đây là mặt kính. Khi bật nút này lên thì đèn pin sẽ sáng và bật xuống nút xanh thì đèn pin sẽ tắt. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất. Đây là từ chữ được thể hiện chữ viết. The Enden huyền đèn bờ in pin đèn pin các con đọc lại i n in bờ in pin đèn pin i n in bờ in pin đèn pin chúng ta qua vần thứ hai vần thứ hai được ghép bởi hai âm âm u đứng trước âm n đứng sau và các con sẽ đọc u n un u n un u n un các con đọc trơn cho cô un un ta có phần un Rồi ghép với âm di ta được di un jun các con đọc lại di un jun di un -dun. đọc trơn là jun các con đọc lại u n un di un zun đọc lại. U-N-UN-Z-UN-ZUN Tiếng ZUN có trong từ CON-ZUN. Các con đọc. CON-ZUN CON-ZUN Chúng ta đọc lại. U-N-UN-Z-UN-ZUN -un con -un. con con CON-ZUN Chúng ta đọc lại. U-N-UN-Z-UN-ZUN CON-ZUN các con quan sát tranh. Bức tranh vẽ, đây là vẽ những chú Jun. Vậy, về hôm nay chúng ta học từ biểu thị bằng chữ viết. Cờ on con, di un Jun. Con Jun. Tiếng Jun có vần Un. Hôm nay chúng ta học, chúng ta đọc lại. Con Jun. Chúng ta đọc lại. U n Un, di un Jun con jun chúng ta đọc lại u n un di un jun con jun chúng ta học từ vần hôm nay chúng ta học có hai vần vần in và vần un hai vần này giống nhau ở điểm nào giống nhau đều có âm n đứng cuối khác nhau ở điểm nào khác nhau âm i đứng trước và âm u đứng trước âm i đứng trước đứng có trong vần vần in Âm um mưu đứng trước có trong vần un. Chúng ta đọc bài. I in p in pin đèn pin chúng ta đọc lại. in in p in pin đèn pin. un un z un con zun chúng ta đọc lại. un un z un con zun chúng ta sang phần luyện tử nhờ a nha nhà in N in nhà in các con đọc lại nhà in nhà in nhà in là nơi in ấn báo chí sách báo à, cho các con đọc cho mọi người đọc sách truyện vân vân người ta được in ra à, thành văn bản báo chí người ta gọi đó là nhà in từ tiếp theo chúng ta học sờ in xin lờ lôi loi ngã lỗi xin lỗi các con đọc lại xin lỗi khi à, chúng ta nhân vô con người chúng ta là nhân vô thập toàn vì vậy đôi lúc chúng ta cũng mắc lỗi khi chúng ta mắc lỗi chúng ta cần phải nói lời xin lỗi để làm hài hòa người khác từ tiếp theo chúng ta học mờ ưa mưa phờ ung phun huyền phùn mưa phùn các con đọc lại mưa phùn À, mưa bay bay à, làm cho chúng ta chỉ có ướt áo sơ sơ thôi à, à, những giọt mưa bay bay à, bám cho chúng ta giống như giọt xưa tôi gọi là mưa phùn chúng ta đọc lại mưa phùn từ tiếp theo vờ ung vung sợ ơi sơi sắc sới vun sới các con đọc lại vun sới đó là ý chỉ cho những người nhà nông thường hay trồng cây cối rau quả khi được trồng cây người ta hay vun gốc lên cho cao làm cho chất màu mỡ trong cây nó được có nhiều chất màu mỡ để hút và nuôi cây lớn lên ra nhiều quả nhiều trái người ta gọi là vun sới ở, ở, khi trồng rau chúng ta cũng cần phải sới đất này rồi khi trồng lúa cũng cần phải sới đất này làm cho đất tơi ra cây cối mới tất tốt được rau quả mới tốt được người ta nói chung đó là vun sới các con đọc lại nhờ a nha vì nhà in in nhà in sờ in xin l ôi lôi ngã lỗi xin lỗi mờ ưa mưa phờ ung phun hình phùn mưa phùn vờ ung vun sờ ơi sơ sắc sới vun sới chúng ta đọc lại từ nhà in xin lỗi mưa phùn vun sới vậy trong các từ các con học tiếng nào có vần hôm nay học trước hết là vần in vần in có trong tiếng in nhà in vần in còn có trong từ trong tiếng xin à vần un có trong tiếng phùn vần un có trong tiếng vun chúng ta đọc lại nhà in xin lỗi mưa phùn vun sới chúng ta đọc lại in un đèn pin con run trong câu luyện viết của chúng ta trong hàng luyện viết những tiếng được viết năm những con chữ được viết năm ly đó là tiếng g âm g ở trong âm gì con chữ g ở trong âm gì và những con chữ được viết bốn ly đó là d p còn những con chữ còn lại chúng ta viết hai ly chúng ta đọc lại in un đèn pin con zoom chúng ta sang trang 2 và nhìn lên bức tranh thứ nhất bức tranh thứ nhất vẽ gì đây là bức tranh vẽ những chú lợn à, và những con lợn con nằm ở xung quanh ừ, những chân con lợn con nằm xung quanh và à, có con là nằm để bú mẹ còn những con lợn này à, những gia đình người ta nuôi nuôi lợn để ăn thịt nuôi lợn để ăn thịt và có nhà nuôi nuôi lợn nái để đẻ ra những con lợn con gầy giống. Và có nơi người ta gọi không gọi là lợn mà người ta gọi là con heo. À vậy khi mà chúng ta nghe từ con heo chúng ta cũng không lạ lẫm gì. Và đây là một chú lợn mẹ và gồm có 9 chú lợn con. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. À, con lợn mẹ này đã đẻ ra chín chú lợn con. Cô và các con cùng tìm hiểu nội dung bài tiết Đọc. U n u hỏi uốn, a huyền à, <laughs> u n u hỏi uốn, i n i hỏi yến. con đọc uốn a uốn yến. Chúng ta đọc lại uốn a uốn yến. Chờ in chín sách chín, chờ u chu sách chú lờ ơn lơn nặng lợn cờ an con chín chú lợn con chín chú lợn con á nở ăn đờ a ngã đã nở ono no Chờ on tròn huyền tròn ăn đã no tròn ăn đã no tròn cờ a ca hỏi cả đờ an đan huyền đàn đờ y đi ngờ u ngu hỏi ngủ cả đàn đi ngủ các con đọc lại cả đàn đi ngủ đây là một khổ thơ khổ thơ gồm có bốn dòng thơ à gồm có bốn dòng thơ đầu dòng của các dòng thơ này được viết hoa chữ u trong tiếng ủn chữ cờ trong tiếng chín chữ á trong tiếng anh chữ cờ trong tiếng cả à và cuối dòng thơ thì khổ thơ thì có một dấu chấm chấm câu à cô và các con đọc lại ủn à ủn yến chính chú lợn con ăn đã no tròn cả đàn đi ngủ chúng ta đọc lại ủn à ủn yến chín chú lợn con ăn đã no tròn cả đàn đi ngủ qua khổ thơ các con phát hiện ra tiếng nào có vần hôm nay các con học tiếng ủn à tiếng ủn và tiếng ỉn tiếng ủn có vần un um, tiếng ỉn có vần in hôm nay chúng ta học À, cô và các con đọc lại một lần nữa ủn a ủn yến chính chú lợn con ăn đã no tròn cả đàn đi ngủ quan sát tranh luyện nói xem thử vẽ gì đây là cô giáo các bạn học sinh đang ngồi học ở trong lớp và đây là một bạn nhỏ à, đang cúi mặt xuống à đeo cặp vậy các bạn bạn nhỏ này đang làm gì thì nội dung hôm nay cô và các con cùng theo dõi n oi nói sắc nói l ơi lơi huyền lời s in xin l ơi lôi ngạ lỗi các con đọc trơn nha cô nói lời xin lỗi qua câu này chữ n được viết hoa trong tiếng nói nói lời xin lỗi con đọc tiếp nói lời xin lỗi à đây là một bạn nhỏ đi học muộn cho nên bạn đang đứng à, nói lời xin lỗi cô à xin lỗi cô giáo khi mình làm một việc gì à sai quấy mình nên nói lời xin lỗi để làm vừa lòng người khác khi mình làm ngã bạn à, thì mình nên xin lỗi bạn hoặc làm rớt bút của bạn rớt vợ của bạn mình cũng nên nói lời xin lỗi với bạn để làm hài hòa giữa bạn và mình à, khi không thuộc bài à, bạn cũng nói lời xin lỗi với cô giáo khi đi học trễ cũng nói lời xin lỗi với cô giáo các con đã nói lời xin lỗi với ai chưa ừ, thì các con tự suy nghĩ và tự uh, trả cho mình một câu trả lời cô và các con đọc lại bài In in p in pin đèn pin chúng ta đọc lại In in p in pin đèn pin u n un un zun con zun các con đọc lại u n un un zun con zun chúng ta đọc từ nhờ a nha về nhà In in nhà in sờ in xin l ôi lôi ngã lỗi xin lỗi mờ ưa mưa phở ung phun huyền phùn mưa phùn vờ ung vun sờ ơi sơi sắc sới vun sới chúng ta đọc trơn từ toàn bộ nhà in xin lỗi mưa phùn vun sới các con đọc trơn in un đèn pin con run chúng ta đọc khổ thơ ủn à ủn ỉn chính chú lợn con ăn đã no tròn cả đàn đi ngủ nói lời xin lỗi đó là nội dung bài học của các con À, đến đây đã hết rồi cô chào các con chúc các con học thật giỏi thật tốt và hẹn các con ở tiết học sau nữa nha nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất